Xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt có cái sản phẩm này hay đó anh em. Bữa thì mình có đang cho anh em là cái bộ ở phía trên ha, cái mặt bàn thờ trên của Dream Thái. Thì bất ngờ chưa, hôm nay nó về thêm được cái mặt bàn thờ dưới đó nha anh em nha. Nó có lẻ luôn mà giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đấy, cực kỳ tốt ha, nói thẳng là cực kỳ tốt cho anh em luôn. Thì bữa mình bán là cái miếng ở phía dưới này, ở phía trên này đang là 450 nha anh em nha. Đó. Và bây giờ miếng ở trên này thì bán ra là mức giá của nó cũng sẽ đồng giá là 450 luôn. Nhưng mà do là cuối năm rồi, với lại bên kia thì mình cũng điều giá được rất là tốt. Cho nên là hai miếng này nó chỉ có mức giá là 730.000 thôi anh em. Hai miếng luôn, nó có 730 thôi, rẻ lắm. Hai miếng có 730 thôi, mình khui cho anh em coi ha. Thì thực ra cái miếng này là anh em nào cần nhiều lắm. Cái miếng bàn thờ trên dưới của Dream Thái đó anh em. Thì bữa mình có đăng cái miếng trên cho anh em rồi, anh em biết rồi ha. Thì mình nó có thêm cái miếng dưới nữa. Thì mình lên cho anh em luôn, đây cái miếng dưới này. Miếng dưới này, miếng dưới của Thái luôn nha. Anh em phải ráp hai miếng Thái với nhau nó mới khít được. Còn một miếng Việt, một miếng Thái đôi khi nó sẽ hơi hở một chút. Đây, đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Rồi, lấy miếng trên khu ra cho anh em coi luôn. Nay nó về được thêm tầm chục miếng đó anh em. Hiếm lắm, này là hàng hiếm, nó không có dễ mà kiếm được lẻ đâu anh em ơi. Tại vì người ta bán chung một bộ áo hết, chứ đâu có bán lẻ đâu. Bán nguyên bộ áo nó mắc lắm. Bộ áo tính là nó 3 triệu mấy thì hai cái miếng này cũng phải cả triệu rồi anh em. Gỡ cho anh em coi luôn. Nói chung là giá tốt anh em ha. Giá mình cố gắng đưa cho anh em giá tốt nữa rồi. 730 thì quá ok, giá này quá ok cho anh em rồi. Đây. Đấy ha. Đó, một hộp của nó như thế này. Được chưa? Thì một bộ như thế này có 730 thôi, giá rất là ok cho anh em để anh em mua về anh em xài nha. Đó, thì anh em ghép lại là nó sẽ vô bộ cho nó thôi. Đơn giản nha anh em, không có gì phức tạp đâu. Nói chung là nó dạng như thế này. Đó, một bộ như thế này. Để anh em chúng ta gắn cái chóa đèn vô anh em. Cái này là Dream Thái nha. Cái này là đúng hàng đúng mã của Dream Thái cho anh em nha. Đẹp lắm. Ở đây mã Dream Thái này. Đúng hàng mã của Dream Thái hết nha. Đúng mã Dream Thái hết nha anh em nha. Chung là anh em cứ yên tâm, nào mình báo đúng Dream Thái cho anh em, xem mát đầy đủ cho anh em nha. Mới với tầm 100% thì cái này có mức giá là 730.000, còn em mua lẻ thì miếng trên là 450 và miếng dưới là 350, là tầm 800 thì nó hơi mắc. Anh em mua chung bộ nó có 700 mấy thôi, nó rẻ hơn chút. Đấy, thì hàng này cũng hiếm đó anh em. Anh em nào chúng ta có mua thì anh em tranh thủ nha, về được đâu đó khoảng tầm chục miếng á. Tại vì hôm bữa có nợ của anh em 1-2 miếng thì tí mình sẽ đóng mình trả luôn. Còn này có thêm miếng trước này, miếng dưới này, thì anh em tranh thủ anh em mua ha. Màu thì đúng màu nho cho anh em nha, đúng màu nho của Dream Thái nha, nho đậm của Dream Thái nha. Rất đẹp, sơn này kia thì khỏi bàn rồi ha. Sơn này kia là khỏi bàn rồi, cực kỳ tuyệt vời luôn. Tuyệt vời lắm anh em. Bát biết này kia nó cho anh em gắn đúng đồ gì này vô là nó cực kỳ khít và nó rất là dày. Anh em cầm ở trên tay nó sẽ thấy cái độ dày của Dream Thái ngay, khác hẳn với Super luôn. Thì anh em là chúng ta cần thì liên hệ với Đạt, giá của nó sẽ là 730.000 thôi. Rất rẻ, còn em mua lẻ nó tầm 800 trên 800 đó nha. Ok, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.